Thưa quý lãnh đạo, quý nhà tài trợ cùng toàn thể bà con, nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương, nhằm chăm lo tốt cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với đoàn thiện nguyện Phước Hải trao quà cho bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đó là lý do của buổi lễ trao quà hôm nay, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Về phía nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Quý, đại diện cho từ đường họ tộc Nguyễn Trần, đề nghị chúng ta hoan nghênh.
thầy Minh Mẫn đề nghị chúng ta hoan nghênh. Về cấp xã, xin trân trọng giới thiệu ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị chúng ta hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời phát biểu của đoàn thiện nguyện Phước Hải. Xin trân trọng kính mời thầy Minh Mẫn. Kính thưa ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa ông Trần Văn Thiên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa tất cả các anh chị em cán bộ tại xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý bà con cô bác, hôm nay chúng tôi xin đại diện cho chùa Hưng Phước và chùa Hưng Phước ở quận 3, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, và đại diện một số vị trong hội thiện nguyện Phước Hải thuộc tỉnh Kiên Giang đến đây trước là thăm hỏi sức khỏe quý đồng chí anh chị trong ban lãnh đạo của xã Nhân Hội, huyện An Phú, và cũng thăm hỏi sức khỏe tất cả các cô bác anh chị em trong địa bàn của xã Nhân Hội. Thì hôm nay quý vị đến đây với một cái tinh thần là đón nhận cái niềm vui, còn chúng tôi là những người mang niềm vui đến đây. Tại vì chúng ta biết là trong cuộc sống của mình nó cũng có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, và chúng ta cũng cần có một cái sự đóng góp để nâng cao cái đời sống xã hội ở những vùng sâu, vùng xa như thế này. Và chúng tôi có một cái điều kiện hơn quý vị, và hôm nay được đến đây với sự tiếp đón của ông Cao Xuân Điệu cũng như tất cả tập thể cán bộ lãnh đạo ở đây, chúng tôi rất là vui mừng để được tiếp xúc với lại quý bà con cô bác anh chị trong cái hoàn cảnh mình cũng chưa được thuận lợi nhiều trong cuộc sống. Thì hôm nay chúng tôi có những phần quà nho nhỏ gửi đến tất cả các vị với những cái hoàn cảnh là hộ nghèo, hộ cận nghèo và những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì chúng tôi hoàn toàn nương nhờ vào cái sự hướng dẫn của các đồng chí tại xã Nhân Hội này. Thì trước tiên chúng tôi rất là biết ơn tập thể lãnh đạo của các vị đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hội, và cũng xin gửi đến bà con tấm lòng của chúng tôi, của ít là lòng nhiều, mong là bà con vui vẻ để mình tiếp tục sống trong cái môi trường tốt, và chúng ta sẽ từ từ, từng bước để chúng ta nâng cao cái đời sống của mình lên bằng cách là chúng ta cố gắng cho con em của mình học, khuyên tụi nó nên đi học, không nên bỏ bê vì một bất cứ một cái công việc nào. Mình đừng có thấy những cái đồng tiền nó lợi trước mắt mà mình bỏ đi cái tương lai ở phía trước. Và cuộc sống của chúng ta đã không có được thuận lợi trong cái việc học hành, thì thôi quý vị có thể cực khổ một chút nữa, ráng thêm một chút nữa để cho con cháu của chúng ta được đi học, được đến trường đàng hoàng, thì chắc chắn là cái kiến thức của tụi nó sẽ có thể làm giàu lên cho cái bản thân của các em, các cháu của mình, và có thể giúp đỡ cho gia đình của mình sẽ tiến bộ hơn nhiều trong cái điều kiện chung như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn tập thể của đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hội, huyện An Phú, và xin cảm tạ quý bà con cũng đã đến đây đông đủ mặc dù trong buổi trưa nắng như thế này. Xin chúc sức khỏe tất cả các gia đình đều được sức khỏe tốt và cuộc sống chúng ta ngày càng ấm no, ngày càng hạnh phúc. Xin trân trọng sự có mặt của tất cả quý vị nơi đây. Xin cảm ơn phát biểu của thầy Minh Mẫn. Tiếp theo chương trình, thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương, xin trân trọng kính mời ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin mời ông. Kính thưa các vị trong đoàn thiện nguyện Phước Hải của tỉnh Kiên Giang, kính thưa toàn thể bà con của xã Nhân Hội, thì dân tộc của Việt Nam của chúng ta thì có một cái truyền thống hết sức là tốt đẹp, lá lành đùm lá rách, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Cho nên đó là trong lúc khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống khó khăn, thì cái sự chia sẻ của những bà con, những người có điều kiện,
Mặc dù đó không phải là giàu, có điều kiện hơn mình, chia sẻ với mình, lá lành thì đùm lá rách, cho nên là chúng ta hết sức ấm lòng, hết sức quý. Thay mặt cho chính quyền địa phương, tôi hết sức là cảm ơn các vị, các cái nhà thiện nguyện của đoàn Phước Hải của Kiên Giang. Mặc dù trong điều kiện trời nắng, nhiệt độ rất là cao, các vị đường xá xa xôi, từ Kiên Giang, có những người thì từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây để thăm, rồi chia sẻ tặng quà cho bà con nghèo của xã Nhân Hội chúng ta. Đây là những cái tấm lòng hết sức ý nghĩa. Tôi rất trân trọng và cảm ơn quý vị. Rất mong quý vị trong việc làm ăn phát triển kinh tế xã hội được ổn định phát triển, để tiếp tục đem cái tấm lòng nhân ái của mình để chia sẻ, để làm cho mát dịu đi những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của xã Nhân Hội nói riêng, cái địa bàn khác trên cả nước nói chung. Và tôi cũng rất mong bà con mình hôm nay đó nhận được phần quà này, mặc dù nhỏ nhưng chúng ta cũng hết sức là chia sẻ ý nghĩa. Và cũng như chỗ thầy vừa phát biểu đó, chúng ta phải cố gắng cho con em của chúng ta ăn học, ngay cả bản thân của chúng tôi cũng cố gắng làm sao vận động bà con hỗ trợ tất cả các nguồn lực để cho bà con có điều kiện phát triển, nhất là học hành. Mà bất cứ gia đình ai, con ai hay một quốc gia nào, cái nguồn nhân lực là quan trọng, có con người, có sức khỏe, có trí tuệ thì mới phát triển được cái quê hương đất nước và đối với bản thân gia đình của người đó. Thì như thầy vừa đã nói, thì rất mong bà con mình thấu hiểu, tiếp nhận vấn đề này. Dù khó khăn cỡ nào, chúng ta phải cố gắng cho con em chúng ta ăn học đến nơi đến chốn, thành tài, để chú không còn khổ hơn chúng ta, để sống sau phải cao hơn sống trước. Thay mặt cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, xin gửi lời chúc sức khỏe tới đoàn thiện nguyện. Chúc các vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác, trong công việc. Chúc cho bà con của mình hết sức là buổi nay nắng nhưng mà chúng ta cố gắng nhận được phần quà này và hết sức là vui vẻ, khỏe, làm ăn phát đạt, không còn nghèo nữa. Xin cảm ơn ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Quý, đại diện cho đoàn thiện nguyện Phước Hải, bước lên phía trên nhận giấy cảm tạ của Đảng ủy Ủy ban Nhân xã. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã lên trao giấy cảm tạ cho đoàn thiện nguyện. Xin trân trọng kính mời ông. Số thứ nhận từ 51 đến 60 đứng lên phía trên nhận quà.
Xin mời bà con có số thứ tự từ 61 đến 70 bước lên phía trên nhận quà. Xin nhắc lại số thứ tự từ 91 đến 100. Xin nhắc lại số thứ tự từ 100. Xin nhắc lại số thứ tự từ 111 đến 120. Mời bà con đứng lên phía trên nhận quà. Còn số thứ tự từ 121 đến 130 cuối lần. Bà con có số thứ tự từ 171 đến 180. Xin mời 181 đến 190. Lên luôn.